Nghĩa địa để học bài nghe thì ghê, mà thật sự đây là câu chuyện có thật. Ngày xưa tới giờ không biết là mọi người có nghe câu chuyện là tới mùa ôn thi là sẽ bỏ cái lá thuộc bài vô trong cuốn vở xong đi ra ngoài nghĩa địa để học bài không? Mình nó thì sinh ra ở tỉnh Lâm Đồng, và đặc biệt là mỗi lần mà tới mùa thi, mọi người biết là hồi trên đó là mấy đứa nhỏ cứ đi ra ngoài nghĩa địa bỏ cái lá thuộc bài xong rồi ngồi học bài, giống như không biết tại sao nhưng mà cảm giác không sợ. Ở dưới quê mình thì cái văn hóa ra mộ nó là một trong những cái văn hóa rất là đặc thù rồi. Tức là Tết nhất hay là những cái ngày quan trọng là người ta ra ngoài nghĩa địa. Mỗi lần mình về Đà Lạt thì mình lại phải ghé qua mộ của ba mình để đốt nhang cũng như là ghé vô trong nhà. Mà có một cái điều rất là hay là mọi người biết là ngày xưa nha, cái việc mà có được một cái bàn học tập mà gỗ MDF mà gọi là bình thường như bây giờ là một cái điều gì đó xa xỉ đối với gia đình mình đó. Tại vì gia đình mình khó khăn cho nên là cái việc mà góc học tập mình không có, là cái việc mà học ở mộ nó gần giống như là một cái thói quen cũng như là một cái gì đó nó gắn liền với thanh xuân của mình. Và cũng từ đó trở đi thì mình học thì không có giỏi, nhưng mỗi lần mà ra mộ mà thi thì ôn bài nó rất là hay. Thì mình mới thấy rằng là không biết nó có phải là tâm linh hay không, nhưng mà thật sự là mọi người quê mọi người có vậy không? Như những người mà ở Lâm Đồng, Đà Lạt hay Đức Trọng thì cái việc mà mùng 1, mùng 2, mùng 3 ra ngoài mộ đông vui hơn ở nhà là câu chuyện có thật. Thì nó là một trong những cái văn hóa nó đẹp rất là riêng ở trên mình. Tự nhiên có dịp về Đà Lạt cái ngồi uống sữa đậu nành rồi đi ăn với các bạn hết, thì tự nhiên nhớ là một cái thời ký ức ngày xưa là học cho cố vô, tức là ăn rồi học rồi thuộc bài. Cuối cùng sau này ra thì bây giờ cũng là đi bán hoa như bình thường, làm trang trí cưới bán hoa, nghĩ cuộc đời nó cũng chớ treo mọi người ha. Chứ ngày xưa học, mỗi lần đi học là sợ thầy sợ cô lắm, cho nên cứ tới mỗi một lần mà mùa thi một cái là thôi, bỏ lá thuộc bài đi ra ngoài nghĩa địa để mà học. Dạ, vậy đó mà cũng đã trôi qua hết cả một cái thanh xuân. Bây giờ thì cũng gần 40 tuổi thì còn trẻ gì nữa. Cảm ơn mọi người nha, mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ những kỷ niệm hậu trường về nghề trang trí cưới. Tự nhiên hôm nay về Đà Lạt, cái ký ức là lại ùa về khi mà đi ngang qua mộ ba mình đốt nhang. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, mình là Simon Tứ ạ.